Thưa quý vị, thời gian qua, cuộc chiến chống dịch COVID-19 được mọi lực lượng toàn cộng đồng chung sức bởi chống dịch như chống giặc. Giặc COVID tàn phá khắp nơi, không trừ một ai, không bỏ qua phương diện nào nếu có người, có nơi, có những mắc xích sơ hở. Mọi lực lượng được huy động, cũng có nhiều lực lượng tình nguyện chống dịch và có lực lượng tình nguyện đến vị trí nóng bỏng nhất. Họ là ai? Trong ghi nhận sau đây của các phóng viên thời sự, mời quý vị theo dõi. Từ ngày 31 tháng 8, 10 nữ tu thuộc dòng Mến Thánh Giá, dòng Thánh Paulo và 3 giáo lý viên thuộc giáo hạt Vũng Tàu đã tình nguyện đến phục vụ tại Bệnh viện Vũng Tàu, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng nặng và nguy kịch. Ngay sau khi được tập huấn về an toàn phòng dịch trong môi trường nguy cơ cao, các nữ tu đã nhanh chóng đảm nhận những phần việc dọn vệ sinh các tầng bệnh, nấu ăn. Quét dọn hay nấu ăn vốn bình thường, đơn giản, nhưng thu dọn vệ sinh ở môi trường bệnh truyền nhiễm mức độ nặng và nguy kịch, chỉ sơ sẩy một chút, thiếu kỹ năng một chút, không chỉ nguy hại cho bản thân mình mà còn tạo ra nguồn lây lan dịch bệnh. Chế biến món ăn, thức uống trong bệnh viện COVID cũng đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về dinh dưỡng cho từng nhóm phục vụ, là các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hay nhóm bệnh nhân đang điều trị ở từng cấp độ. Với các nữ tu, ở vai trò nào cũng làm trọn, bằng sự thấu hiểu, chu đáo, tận tâm và bằng tình cảm, sự trân trọng dành cho những người thầy thuốc ngày đêm quên mình cứu chữa bệnh nhân. Mình được đi đến với các bệnh nhân, mình được tiếp xúc với họ và khi mà các sơ dọn dẹp vệ sinh này, các sơ cũng đang cộng tác với bệnh viện để gián tiếp phục vụ các bệnh nhân hoặc là giảm bớt các áp lực cho các bác sĩ hay nhân viên y tế. Thì cái điều đó nó là niềm vui của các sơ, tại vì các sơ được tình nguyện đi phục vụ và được mọi người cần đến mình. Khi mà nấu ăn cho nhân viên đó, thì chúng con cũng mong muốn làm sao mà phụ giúp các cô để có những cái món ăn tốt nhất, đầy đủ dinh dưỡng nhất để cho các y bác sĩ, các nhân viên họ có sức khỏe để mà họ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Dành cả tâm nguyện, mong mọi điều bình an lúc làm việc. Khi được nghỉ ngơi, những nữ tu công giáo cũng dành cho việc cầu nguyện, dịch bệnh mau qua, cuộc sống sớm bình yên trở lại. Những khi mà không mà có thời gian nghỉ ngơi thì các sơ cũng tiếp tục với công việc kinh nguyện của mình để mà cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành và xin Ngài xót thương để đẩy lùi cái dịch bệnh này sớm, để cho mọi người có một cuộc sống bình an, trở lại bình an và có một cuộc sống hạnh phúc như là trước. Đồng hành cùng cuộc chiến chống COVID-19, các tôn giáo tại Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang chung lòng, chung sức bằng nhiều cách. Có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đại dịch vì vậy mà đang từng bước được đẩy lùi.